Bây giờ chúng ta học Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ 7, phẩm tứ tốt. Cái phẩm này thì Đức Phật dạy cho chúng ta bốn cái đức tốt mà chúng ta người đệ tử Phật cần phải có. Còn phải có bốn cái đức, bốn cái tốt cũng tức là bốn cái đức cần phải có. Có bốn cái đức này, có bốn cái đức tốt này thì trên đường tu tập của mình mới thẳng tắp mà đi, mới ngay đường mà tiến bước. Còn bằng mình không có bốn cái đức tốt này đó thì giống như là con đường mình đi mà mình không có cái quả đồ, không có cái la bàn thì mình đi rất là dễ đi lạc đường, đi lệch hướng. Cho nên học cái phẩm này là để ý bốn cái đức tướng mà người đệ tử Phật phải có. Lúc bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: Đại Bồ Tát muốn xiển dương chánh pháp, huấn đạo chúng sanh, truyền thụ kinh Đại Bát Niết Bàn cần có bốn cái điều kiện cấp. Cho là bốn điều kiện cấp, bốn cái đức tướng như thế này: một là tự chánh, hai là chánh tha, ba là vấn đáp linh hoạt, bốn là dần hiểu cái ý nghĩa nhân duyên. Muốn truyền bá chánh pháp cần có bốn cái điều kiện đó. Thế nào là tự chánh? Giả sử có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni phát biểu rằng: tôi có thể ôm khối sắt nóng đỏ rực vào lòng, xương thịt có thể cháy thành tro. Lòng tin của tôi đối với giáo nghĩa trong 12 bộ kinh của Phật dạy không hề giảm sút và có ý niệm nghi ngờ. Như vậy là tự chánh là cái điều trước nhất, là phải bồi dưỡng xây dựng cho mình một cái đức tin. Mà cái đức tin thông thường là tôi đã nói nhiều lần, mình phân tích thì phải nó có sáu cấp. Chứ đức tin thì trên đời này họ không có ai là không có đức tin. Và mọi người cũng đều cho rằng là cái đức tin của mình là đúng, bởi vì người ta cho là đúng, người ta mới là đặt hết cái đức tin, cái lý tưởng của người ta vào đó. Do vậy cho nên vấn đề này cũng khó nói lắm. Mình chê người ta thì mình chê cũng không được đâu, mình chê người ta thì người ta cũng chê mình vậy. Mình chê người ta là mê tín là dị đoan, người ta cũng nói mình là mê tín dị đoan, ta nói ngược lại đâu có sao. Chỉ có cái điều là cái đức tin của đạo Phật á, là nó có cái tiêu chuẩn để mà mình làm cái chuẩn để mà mình theo. Đó là tính tự, tức là tin cho mình. Tính tha là tin ở nơi cái Đức Phật, mười phương chư Phật, lời dạy của Phật, của mười phương chư Phật, của chân lý, của vũ trụ vạn hữu khách quan. Tính tha là tin vậy đó. Tin Phật, có Phật, tin mười phương chư Phật, lời dạy mười phương chư Phật, chánh pháp của chư Phật, của mười phương chư Phật, và tin ở nơi cái sự vận hành là cái chân lý của vũ trụ khách quan. Thế gọi là tính tha. Dựa trên cái vũ trụ khách quan, sự vận hành đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà so sánh, coi có lời dạy của Phật có phù hợp với cái chân lý, cái sự thật của cuộc đời hay không. Nếu như lời dạy của Phật mà nó phối kiểm với cái sự vận hành, sự sinh diệt,
diệt sanh, sự thành trụ hoại không, sự sinh sanh trụ dị diệt, sự sanh lão bệnh tử của kiếp con người, của cuộc đời mà không trúng gì hết. Thế thì cái tính tha đó không nên tin rồi. Do vậy trên cái đức tin của người đệ tử Phật là tin tự, là phải tin bản thân của mình là mình có khả năng thành Phật. Mình có quyền chuyển hóa tâm linh của mình từ phiền não của mình đau khổ để thành ra giác ngộ giải thoát niết bàn. Từ cái địa vị phàm phu có thể thành ra cái địa vị vô thượng chánh biết tri giác như Đức Phật Thích Ca đã từng làm được. Tin như vậy là tin tự. Và tin cái chân lý của vũ trụ vô thường khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời, Đức Phật dạy như thế, đúng không? Đúng. Mà đúng nó có ăn với cái sự vật diễn biến của vũ trụ vạn hữu không? À, khi mà phối hợp lại, à thế thì núi sông đất liền trời tăng men nước cỏ cây hoa lá thì luôn luôn ở trong cái quá trình thành trụ hoại không, sanh trụ gì việc. Cho nên Đức Phật nói vô thường là trúng, vô ngã bất tịnh là trúng. Thế thì là tính tha, là phải tin như vậy. Nói theo cái duy vật triết học Bác Lê gọi là tin, nó phải có cơ sở, phải biện chứng cho được. Tôi gọi là duy vật biện chứng. Dựa trên cái cơ sở, dựa trên cái lý tưởng của mình, cái học thuyết của mình đưa ra, nhưng mà phải dựa trên cái khách quan của vũ trụ vạn hữu. Chừng nào mà cái hiểu biết của mình mà nó ăn, nó phù hợp với cái sự vận hành của vũ trụ vạn hữu, thì cái đức tin đó là đức tin có giá trị. Tôi gọi là biện chứng dựa trên cái hiện tượng vũ trụ khách quan cùng với cái đức tin, cái lý thuyết của mình học, mình hành đưa ra mà nó phù hợp. Thế thì nên tin, tin như vậy ta gọi là tin tha. Chứ còn tôi có nghe tôi chịu không có nổi. Người ta giảng cái kiểu kỳ cục quá, ta giảng cái đức tin kỳ cục quá. Ta bảo cái là chỉ tin thôi à, tin ơi cái ông đó vậy. Người ta cắt nghĩa cái kiểu gì mà bạn, nếu bạn là người lạc lối trong đêm đen giữa rừng thẳm mênh mông mà bạn không có ánh đèn thì bạn sẽ khổ sở như thế nào, bạn đau khổ chừng nào, bạn sợ hãi tới cỡ nào. Nhưng mà nếu như mà ai đó đem cho bạn một cái đèn thì bạn sẽ thấy sung sướng như thế nào, bạn sẽ hạnh phúc như thế nào, bạn sẽ vui mừng như thế nào. À, lẽ tất nhiên là bạn sẽ sung sướng lắm rồi. Vậy thì cái người mà là đem con đèn cho bạn đó, là bạn nên tin cái người đó. Người đó là ông thần đó, ông thánh đó, nên tin ông thần đó. Thế thì tin như vậy, bảo tin cỡ vậy thôi. Thế thì kỳ cục quá. Tất nhiên là tin cái ngọn đèn không có được. Ta dạy trong đó nghĩa là phải mừng cái nào. Thế thì ngọn đèn đó là cái ông thần đó, không phải vậy đâu. Ngọn đèn đó không phải là ông thần đó. Đại để là tôi nghe tôi nói có nhiều cái là nhiều lắm, nhưng mà đều mình không phân tích nhiều của anh ta chứ. Người ta lý luận cái bằng áp đảo. Còn ví dụ như là cái đạo Phật của ta mà bảo tin Phật á, không phải tin Phật đâu nha. Tin ông Phật làm gì mà tin ông Phật để chúng ta được cái an lành hạnh phúc đó, không phải là do ông Phật. Tin lời Phật dạy, tin rằng ông Phật là cái bậc giác ngộ, điều đó ta tin. Mà rằng ông Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ nhận thức được chân lý, rồi cái điều mà ông dạy ra, ta mới đem ta phối hợp với cái sự vận hành của vũ trụ, nó phù hợp chân lý. Do vậy cho nên ta tin cái ông Phật, ta được lợi lạc. Và đi sâu hơn một tầng nữa đó, cái lời dạy của ông Phật nên biết rằng cũng không phải của ông Phật. Chỗ đó đó, đạo Phật của ta cái đức tin là vậy lần đó. Tin Phật, nhưng mà nên biết rằng là chính ông Phật, ông cũng nói rằng là cái điều mà Phật dạy không phải của Phật, mà đó là một sự vận hành của vũ trụ vạn hữu, đó là chân lý của cuộc đời. Mà Phật là cái người đúc kết lại để nói ra. Vì vậy cho nên tin Phật tức là tin chân lý chứ không phải tin Phật.
Cho nên là cái đạo Phật nó có khác hơn các cái đạo khác ở chỗ đó. Ai là cái người đi sâu vào đạo Phật để ý cái đó, để rồi nghe các cái đạo khác người ta thuyết giáo không giống như đạo Phật của mình. Cho nên Đức Phật là 49 năm thuyết pháp rồi, Đức Phật nói rằng ta không hề có nói một chữ nào. Thuyết pháp 49 năm mà nói rằng ta không có nói. Tại sao là nói 49 năm vậy mà gọi là ta không nói? Phủ nhận chi? Tại sao phải phủ nhận, phải trốn, phải chối vậy? Không, không phải chối. Nhưng mà tại vì là ta nói đấy, là ta nói cái sự thật của cuộc đời, chứ không phải là cái đó của ta.